Good morning Việt Nam. Xin chào các em. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Good Morning Việt Nam rồi. Hôm nay chúng ta có một video mới nữa nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ thử ngâm những hạt nở khổng lồ. Đây không phải là Orbeez nha các bạn. Đây là những cái hạt ngâm trong nước nó có thể nở ra tương tự như Orbeez, nhưng mà nó nở ra gấp khoảng 50 lần cái Orbeez. Rồi bây giờ chị Video sẽ thử mở cái hộp này ra nha. Rồi các bạn thấy cái những cái hạt này nó nhỏ như thế này, nhưng mà khoảng sau 24 tiếng đến 48 tiếng thì nó sẽ nở ra rất là to. Bây giờ chị Video sẽ thử mở ra. Rồi. Rồi trong đây nó có đủ màu sắc như thế này các em. Wow, nhìn cái hạt nó cũng to hơn là của Orbeez. Đúng rồi, đủ màu luôn. Rồi bây giờ chị Video đã chuẩn bị sẵn một cái tô nước như thế này. Đó, các bạn phải chuẩn bị một cái tô thật là to. Thì cái này nó nở rất là to luôn. Rồi bây giờ chị Video sẽ để vô nha. Chúng ta sẽ để vô nước. Rồi chúng ta sẽ để cái tô này trong vòng 24 đến 48 tiếng nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra. Và đây là những hạt nở của chúng ta sau 1 tiếng đây các bạn. Chúng ta hãy kiểm tra nha. Wow, đấy. To hơn Orbeez rất là nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta phải đợi thêm 24 tiếng nữa thì nó nở ra rất là to luôn. Nó nở ra chắc khoảng bằng cái chén đó. Rồi đây là những hạt nở của chúng ta sau 4 tiếng đây. Quá đẹp quá. Đó, cái này giống như là những cái viên mà người ta để vào cái trà sữa trân châu đó các bạn. Rồi, sau 7 tiếng thì nó trông như thế này đây các bạn ơi. To hơn một chút rồi. Các bạn ơi, chúng ta hãy kiểm tra những hạt nở trong nước này sau 24 tiếng đồng hồ để xem nó như thế nào nha. Ta-da. Wow. Rất là to luôn. Đây. Wow, chị đã chưa thấy cái nào mà nó nở to như cái này các bạn. Wow, cái này nó gấp khoảng 50 lần cái hạt nở Orbeez bình thường của mình luôn. Wow, đẹp quá, đủ màu sắc hết. Đó, các bạn quan sát gần nha. Rất là to luôn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta hãy so sánh thử cái này với những cái hạt Orbeez bình thường nha. Rồi chị Bi đã lấy nước ra hết rồi. Wow, tuyệt vời. Những hạt nở khổng lồ trong nước nha các bạn. Đó, chị Bi đã lấy ra đây. Tuyệt vời. Đây nữa. Rồi bây giờ chị Bida sẽ dùng con dao này, chúng ta hãy cắt thử ra xem. Rồi cắt thử cái viên màu hồng nha các bạn, không biết cái gì bên trong đây đây. Chắc là nước không thôi, 1, 2, 3. À, trong đây cũng giống như Orbeez. Rồi, không phải là nước, nó đã đông đặc đây rồi, nó đã nở ra hết rồi. Đó, bên trong nó như thế này nha các bạn. Ta có thể bẻ ra được đây. Rồi bây giờ chị Bi Đỡ sẽ thử để cái này vào ly nha. Chúng ta có một ly ở đây, hai cái, ba cái. Rồi cái này giống làm trà sữa trân châu luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ chị Bi Đỡ sẽ để thử màu hồng vào đây. Wow, viên nào viên nấy như là trái chôm chôm luôn. Rất là to. Hai viên. À, cái này trong suốt nè. 3 4 5. Cái viên màu hồng này đẹp nè các bạn. 6. Còn màu hồng nữa không? 7, 8 9, 10. 10 viên là muốn đầy đi rồi.
12, 13, 14, 15, 16. Rồi chúng ta có 16 hạt nở màu hồng ở trong đây. Các bạn có thích màu hồng không? Wow, màu hồng này giống cái màu áo của chị Bí Đỏ đây. Tuyệt vời. Rồi bây giờ chị Bí Đỏ sẽ thử cho màu xanh lá cây ra đây đi ha. Wow, tuyệt vời. Rất là giống bên trong của cái trái chôm chôm các bạn. Đây nữa, màu xanh đẹp quá. Rồi hết luôn rồi, hết màu xanh rồi. Đây màu xanh nha. Rồi bây giờ còn màu vàng, màu cam. Chị Bí Đỏ cho màu vàng đó. Đó, đây nữa. Wow, tuyệt vời. Rồi hết màu vàng rồi. Vàng, xanh, hồng. Chúng ta lấy. Tuyệt vời. Chúng ta làm gì tốt hơn, cái màu hồng không phải là tốt hơn. Rồi bây giờ màu nhé. Màu này cũng rất là tốt luôn. Rồi, còn này nữa. May mắn dữ. Oopsie, rồi. Rồi, còn lại là màu xanh dương. Chị để cho vào đây hết luôn. Đó. Cái này giống bán trà sữa trân châu nè các bạn ơi. Bán xinh tốn nha. Rồi, video ngâm những hạt nở khổng lồ của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi. Rồi, trong tất cả 6 màu này, các bạn thích nhất là màu nào? Chị Bí Đỏ thích nhất là màu xanh lá cây và màu hồng ở bên đây. Và các em đừng quên tặng cho video này một cú like thật là lớn và giới thiệu cho các bạn của các em xem nha. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn tay lên, nhấp vào nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video mới ra của chị Bí Đỏ nha. Và bây giờ chị Bí Đỏ muốn chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Bye các em.